Kính thưa đoàn chủ tọa hội nghị, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý ông quý bà, hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự và phát biểu tại hội nghị lao động quốc tế lần thứ 108. Lời đầu tiên, tôi xin chúc các quý vị lãnh đạo, đại biểu đại diện cho chính phủ 187 quốc gia đến tham dự hội nghị sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội nghị chúng ta thành công rực rỡ. Tôi hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao bản báo cáo của Tổng đốc ILO và các báo cáo của Hội đồng Quản trị của ILO cũng như của các ủy ban chuyên môn. Tôi xin chúc mừng những thành tựu mà ILO đạt được trong 100 năm qua. Chủ đề năm nay của chúng ta là vì một tương lai việc làm và kỷ niệm 100 năm thành lập ILO để vinh danh những đóng góp to lớn của tổ chức này trong việc tạo việc làm bền vững. Liên minh Hợp tác Việt Nam là một trong tổ chức ba bên của Việt Nam đại diện cho tổ chức sử dụng người lao động, tham gia tích cực với chính phủ, các bộ ngành liên quan để xây dựng thể chế, cơ chế và chính sách, góp ý kiến vào các công ước mà Việt Nam đã và sắp phê chuẩn. Đồng thời là một trong các đối tác cùng triển khai chương trình việc làm bền vững giai đoạn 16-20 với tổ chức ILO tại Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, tôi xin giới thiệu tóm tắt về phong trào hợp tác xã tại Việt Nam cũng như vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng như của hợp tác xã trong việc thúc đẩy việc làm bền vững cho người lao động tại Việt Nam. Đến tháng 6 2019, Việt Nam có trên 23.000 hợp tác xã, trong đó có trên 60% là các hợp tác xã nông nghiệp. Mỗi năm số lượng hợp tác xã tăng mạnh từ 6.000 đến 7.000 hợp tác xã. Năm 2018, khu vực hợp tác xã đóng góp 8% cho GDP của cả nước, 5% giá trị xuất khẩu, 10% ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam. Hiện nay cả nước có khoảng 6,5 triệu thành viên, 2,5 triệu lao động thường xuyên làm việc trong khu vực hợp tác xã. Mỗi năm khu vực này tạo thêm 100.000 việc làm cho người lao động, chủ yếu tại khu vực nông thôn của Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2020 của khu vực hợp tác xã ở Việt Nam chúng tôi phấn đấu có 250.000 tổ hợp tác, trong đó 5% tổ hợp tác phát triển thành hợp tác xã, có từ 40 đến 45.000 hợp tác xã, 100% xã có hợp tác xã và có 2.000 hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có quy mô lớn, có sức lan tỏa trong cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học và trên đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt từ 50 đến 50%. Thu nhập bình quân của người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm 2015. 100% các tỉnh, thành phố có quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với quy mô vốn ngày càng tăng. Phấn đấu có 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo nghị quyết 32 của Quốc hội và xây dựng 300 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng như từ các tổ chức quốc tế. Với vai trò của VCA và hợp tác xã trong kiến tạo việc làm bền vững của khu vực hợp tác xã, nơi mà đối tượng lao động dễ bị tổn thương nhất ở trong ba lĩnh vực, đó là trước hết về tăng cường đầu tư vào tiềm lực con người. VCA liên tục tổ chức các đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động. Riêng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đào tạo tập huấn khoảng 20.000 lượt người một năm và các hợp tác xã tự tổ chức hàng trăm nghìn lượt người học viên một năm, tích cực tham gia xây dựng các thiết chế, chính sách, chiến lược phát triển việc làm bền vững, tiền lương tối thiểu, thị trường lao động, dịch vụ việc làm công, tăng cường bình đẳng trong công việc, chế độ tăng tiền lương, tăng cường đầu tư vào các thiết chế việc làm và tăng cường đầu tư vào việc làm thỏa đáng và bền vững. Nhân dịp này, VCA có một số đề xuất và khuyến nghị, đó là ILO tiếp tục quan tâm đến quan hệ lao động tại Việt Nam, ưu tiên xây dựng quan hệ lao động trong các hợp tác xã hài hòa ổn định, cử cán bộ chuyên gia cấp cao
am hiểu về lĩnh vực hợp tác xã, phối hợp với VC nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung luật hợp tác xã 2012 và tư vấn cho hệ thống Liên minh Việt Nam triển khai các chuỗi giá trị sản phẩm cho hợp tác xã tại khu vực và thế giới, cũng như nâng cao chất lượng người lao động của khu vực hợp tác xã đáp ứng thời đại công nghệ 4.0, để chúng ta cùng nhau hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực hợp tác xã trên thế giới hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng, dân chủ và không đói nghèo theo đúng thông điệp của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Thank you very much.